chào các em. Trước khi chúng ta đến với bài học mới, cô mời các em cùng quan sát lại những lời dặn dò của cô và chúng ta thực hiện cho thật cẩn thận nhé. Ở tuần trước, cô và các con đã tìm hiểu những nội dung đầu tiên của bài 10 Hy Lạp cổ đại. Và tiếp tục trong tiết học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng hoàn tất nội dung của bài Hy Lạp cổ đại này nhé. Về mục tiêu bài học, tuần trước chúng ta đã nêu và nhận xét được những tác động về điều kiện tự nhiên đối với sự phát triển của Hy Lạp cổ đại. Sau đó, cô đã trình bày cho các em về tổ chức nhà nước thành bang ở Hy Lạp. Và hôm nay, chúng ta sẽ hoàn thành mục tiêu cuối cùng, đó là chúng ta sẽ tìm hiểu và nêu được những thành tựu văn hóa tiêu biểu của Hy Lạp cổ đại. Sau đây, chúng ta sẽ cùng nhìn lại cấu trúc bài học. Phần 1 La Mã, điều kiện tự nhiên. Phần 2 La Mã, tổ chức nhà nước thành bang. Và phần 3 La Mã cũng chính là nhiệm vụ của cô và các bạn tìm hiểu ngày hôm nay, đó chính là những thành tựu văn hóa tiêu biểu. Nào, chúng ta đến với bài học nhé. Ở tiết trước, cô và các con đã tìm hiểu về điều kiện tự nhiên của quốc gia Hy Lạp. Chúng ta biết rằng lãnh thổ Hy Lạp chủ yếu nằm ở phía nam bán đảo Ban Căng, các đảo trong vùng biển Aegean và miền ven biển phía tây Tiểu Á. Địa hình chủ yếu là đồi núi, đất đai khô cằn, chỉ thuận lợi cho trồng nho và ô liu, không thuận lợi cho việc phát triển nông nghiệp như là ở các quốc gia phương Đông. Bên cạnh đó thì Hy Lạp có một lợi thế lớn là có đường bờ biển dài, có hàng nghìn hòn đảo nhỏ, thuận tiện cho giao thương và buôn bán. Chính vì vậy, kinh tế chính của cư dân ở Hy Lạp đó chính là trồng các loại cây công nghiệp như là nho, ô liu, khai thác khoáng sản và giao thương buôn bán với các quốc gia bên ngoài. Bên cạnh đó thì chúng ta còn đã tìm hiểu được về tổ chức nhà nước thành bang ở Hy Lạp. Trong đó tiêu biểu chính là hình thức nhà nước dân chủ ở Athens. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp phần 3 La Mã. Chúng ta sẽ tìm hiểu về những thành tựu văn hóa tiêu biểu của cư dân Hy Lạp nhé. Cô đã hệ thống cho các con về những thành tựu của cư dân Hy Lạp, gồm có chữ viết, văn học, khoa học tự nhiên, về triết học và thành tựu cuối cùng đó chính là kiến trúc và điêu khắc. Chúng ta đang quan sát thành tựu đầu tiên của người Hy Lạp, đó chính là về chữ viết. Trên cơ sở tiếp thu chữ cái của người Phoenicia thì người Hy Lạp đã sáng tạo ra hệ thống chữ viết gồm 24 chữ cái. Đây là bản chữ cái đầu tiên và lâu đời, ghi mỗi nguyên âm và phụ âm bằng một biểu tượng riêng. Và những chữ cái này cũng được dùng trong bản số Hy Lạp từ thế kỷ thứ 2 trước công nguyên. Các con biết không, bản chữ cái của người Hy Lạp được xem là nền tảng cho nhiều bản chữ cái khác ở châu Âu và Trung Đông ngày nay, bao gồm cả bản chữ cái Latin. Và ngoài việc được sử dụng để viết tiếng Hy Lạp hiện đại, ngày nay thì các chữ cái này cũng được dùng như những biểu tượng toán và khoa học vật lý trong vật lý hạt nè, hay tên các cơn bão nhiệt đới siêu cấp và trong những mục đích khác nhau, chẳng hạn như là hóa học. Các con chúng ta có thể thấy là ở đây có những cái biểu tượng mà chúng ta khá là quen thuộc trong môn toán nè, môn vật lý hoặc là môn hóa học. Cô lấy ví dụ như chữ là beta, gamma, delta, vân vân. Chúng ta có thể tham khảo thêm. Về văn học, nhờ sớm có chữ viết, nhiều tác phẩm văn học như hai bộ sử thi Iliad và Odyssey
của nhà văn Holmes được lưu lại cho đời sau, góp phần đặt nền móng cho văn học phương Tây. Và nhiều vở kịch của các tác giả như là Æschyle, Sophocles, Euripides đến nay vẫn được trình diễn và dựng thành phim. Về khoa học tự nhiên, Hy Lạp là một trong những quốc gia có sự đóng góp rất lớn của nhiều lĩnh vực khoa học khác nhau. Với nhiều nhà khoa học nổi tiếng, chúng ta sẽ cùng điểm qua những nhà khoa học tiêu biểu nhất của nền văn minh Hy Lạp nhé. Đầu tiên, đó chính là nhà khoa học Archimedes. Ông sinh năm 284 và mất năm 212 trước Công nguyên. Là một nhà giáo, nhà bác học vĩ đại của Hy Lạp cổ đại. Và Archimedes đã có rất nhiều đóng góp to lớn trong lĩnh vực như là vật lý, toán học và thiên văn học. Sau đây, cô và các con sẽ cùng tìm hiểu kỹ hơn về những thành tựu trong những lĩnh vực của nhà khoa học Archimedes nhé. Đầu tiên là về toán học. Ông đã có những công trình giải bài toán về tính độ dài của đường cong, đường xoắn ốc và đặc biệt là tìm ra được số pi. Về thiên văn học thì Archimedes đã nghiên cứu được sự chuyển động của mặt trăng và các vì sao. Đặc biệt về môn vật lý học thì chúng ta có thể thấy những đóng góp rất to lớn của ông, như là sáng chế ra chiếc máy bơm dùng để tưới tiêu nước cho đồng ruộng ở Ai Cập. Và tiêu biểu đó chính là việc ông đã sử dụng hệ thống các đòn bẩy và rồng rọc để nâng các vật lên cao và tìm ra định luật về sức đẩy của nước. Các con có thể quan sát bức tranh bên tay trái với câu nói rất nổi tiếng của ông, đó là: "Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nhấc bổng quả đất lên." Một câu nói rất là lý thú đúng không nào? Và trong quá trình mà đời sống hàng ngày của ông thì ông đã tìm ra được một cái định luật, đó là về sức đẩy của nước. Các con chúng ta có thể tìm hiểu tham khảo thêm trong những phương tiện khác như là sách nè, internet, để tìm xem cái việc mà ông Archimedes tình cờ phát hiện ra cái định luật về sức đẩy của nước như thế nào nhé. Thành tựu khoa học tiếp theo của người Hy Lạp đó chính là về môn sử học. Và nhà sử học rất nổi tiếng mà chúng ta đã từng nghe cô nhắc khá nhiều ở những bài trước, đó chính là Herodot. Ông sinh năm 484 và mất năm 425 trước Công nguyên. Là một sử gia Hy Lạp thời cổ đại và được mệnh danh là người cha của sử học. Tác giả của nhiều tập sách lịch sử cổ đại nói về các cuộc chiến tranh giữa Hy Lạp, Ba Tư, Ai Cập và các nước khác. Và có một câu nói rất nổi tiếng của nhà sử học Herodot, đó chính là: "Vội vàng là cha của thất bại." Như vậy thì qua câu nói của ông, chúng ta rút ra được những bài học kinh nghiệm gì cho việc học của mình nào? Chúng ta phải thật cẩn thận, chăm chỉ trong bất cứ những hành động nào trong cuộc sống của chúng ta, các con nhé. Thành tựu tiếp theo đó chính là về triết học. Và nhà triết học nổi tiếng của Hy Lạp đó chính là Aristotle. Ông sinh năm 384 và mất năm 322 trước Công nguyên. Là nhà triết học, nhà khoa học và cũng là một nhà giáo dục vĩ đại của Hy Lạp cổ đại. Ông được xem như là một bậc thầy của triết học Hy Lạp với câu nói bất hủ, đó là: "Thầy đã quý, chân lý còn quý hơn." Như vậy thì Aristotle luôn đề cao chân lý trong cuộc sống. Và các con đã đến với một trong những thành tựu rất tiêu biểu của người Hy Lạp, đó chính là về kiến trúc và điêu khắc. Mời các con cùng quan sát hình ảnh đền Parthenon. Đền Parthenon
được xây dựng vào thế kỷ thứ 5 trước công nguyên và tọa lạc trên đỉnh đồi của thành cổ Acropolis ở Athens. À, chúng ta còn nhớ về cái hình ảnh một cuộc họp của Đại hội Nhân dân dưới thời Pericles mà cô đã từng phân tích ở tiết trước hay không nào? Bàn tay của Pericles đang hướng về đền Parthenon trên đỉnh đồi của thành cổ Acropolis, và đây chính là hình ảnh chân thực và đầy đủ của thành của đền Parthenon. Và đền được xây dựng trong thời gian 15 năm, từ năm 447 đến năm 438 trước công nguyên. Kiến trúc của đền được xây dựng theo phong cách Doric. Các con có thể quan sát hình ảnh ba cái phong cách kiến trúc của người Hy Lạp. Và cây cột phía bên tay trái đó chính là theo phong cách Doric, một phong cách tối giản và phổ thông. Và bao quanh nội điện là hành lang với 46 cây cột lớn, 8 cây phía trước, 17 cây mé bên. Đền được xây dựng nhằm tôn vinh thần vệ nữ Athena, nữ thần bảo hộ chiến tranh, luôn đại diện cho trí tuệ và chính nghĩa. Và đền Parthenon bị phá hủy bởi chiến tranh vào thế kỷ thứ 17. Quả thật là một sự đáng tiếc, đúng không nào? Và chúng ta đang tham quan một công trình nổi tiếng tiếp theo của người Hy Lạp, đó chính là nhà hát ngoài trời Dionysos, được mang tên của một vị nữ thần trồng nho, được coi là nhà hát có niên đại cổ xưa nhất trên thế giới. Nhà hát là một trong những di chỉ khảo cổ quan trọng trong quần thể di tích Acropolis của thành phố Athens. Và các con đang quan sát, đây chính là mặt bằng lối vào cổng chính của nhà hát đó. Nhà hát có sức chứa khoảng 25.000 người, kết cấu hình vòng cung với cách tính toán âm học hoàn hảo, nên mọi người có thể nghe được diễn giả hay các kịch sĩ đang diễn kịch ở phía dưới rất rõ. Và ngày nay thì nhà hát đã bị hư hại rất nhiều, chỉ còn lại một số bậc khán giả và ghế ngồi bằng đá cẩm thạch được chạm khắc công phu. Và đây chính là một số hình ảnh còn lại của nhà hát. Phía bên tay trái đó chính là hình ảnh các ghế ngồi trong nhà hát, và bên tay phải đó chính là chi tiết điêu khắc trang trí hành lang. Chúng ta thấy nó thể hiện một sự tài hoa của người Hy Lạp rất là tinh vi. Và đây chính là một công trình điêu khắc, đó chính là tượng vệ nữ thành Milo. Và phía bên tay phải đó chính là hình ảnh nữ thần săn bắn. Tượng vệ nữ thành Milo thì đã bị phá hủy một phần bởi chiến tranh, còn tượng nữ thần săn bắn thì các con thấy là nó vẫn được bảo tồn khá nguyên vẹn cho đến ngày nay. Mời các con cùng chiêm ngưỡng những thành tựu về điêu khắc trên gốm sứ của người Hy Lạp. Hình bên tay trái đó chính là quang cảnh buổi thi chạy marathon được vẽ trên bình gốm. Như vậy thì các con thấy là Thế vận hội Olympia xuất phát từ đất nước Hy Lạp, và đến ngày nay thì Thế vận hội vẫn được tổ chức 4 năm một lần như người Hy Lạp từng tổ chức, mặc dù những môn thi đấu phong phú hơn. Và ở Việt Nam gần đây các cuộc thi chạy marathon cũng đã trở nên phổ biến. Những chủ đề trên tranh gốm sứ Hy Lạp đó là về những truyền thuyết hoặc là về đời sống hàng ngày của người Hy Lạp, được vẽ một cách rất là tỉ mỉ và chăm chút trên từng bình gốm. Cô mời các con cùng ghi chép những nội dung chính của phần 3 La Mã, những thành tựu văn hóa tiêu biểu.
Sau đây chúng ta đến với phần luyện tập. Câu trong phần luyện tập này có liên quan đến phần tính toán. Các con chúng ta cùng đọc câu hỏi với cô nhé. Theo ước tính, vào thế kỷ thứ 5 trước công nguyên, ở thành bang Athens có khoảng 400.000 dân. Trong đó, đàn ông tự do có quyền công dân chỉ khoảng 30.000 người. Em hãy tính xem có bao nhiêu phần trăm dân số có quyền công dân trong nhà nước dân chủ Athens. Một bài tập khá là đơn giản đúng không nào? Lời giải của cô như sau. Khoảng 7,5% dân số có quyền công dân trong nhà nước dân chủ Athens. Như vậy thì chế độ dân chủ Athens chỉ dành cho những công dân tự do, còn đa số dân Athens là nô lệ và không có quyền công dân. Về bài tập vận dụng, quan sát logo của Tổ chức Văn hóa, Khoa học và Giáo dục của Liên Hợp Quốc UNESCO. Em hãy cho biết logo đó lấy ý tưởng từ công trình kiến trúc nổi tiếng nào của Hy Lạp cổ đại. Nhìn qua logo của tổ chức UNESCO thì cô nghĩ các con chúng ta có thể nhận thấy rằng logo của Tổ chức Văn hóa, Khoa học và Giáo dục của Liên Hợp Quốc lấy ý tưởng từ công trình kiến trúc nổi tiếng chính là đền Parthenon của Hy Lạp cổ đại. Vậy thì một câu hỏi liên quan đến thực tế ngày nay, em hãy quan sát và kể tên các công trình kiến trúc và kiểu kiến trúc Hy Lạp vẫn còn bảo tồn trên khắp thế giới. Và cô gợi ý có một công trình kiến trúc rất nổi tiếng ở thành phố Hồ Chí Minh, có mang phong cách của kiến trúc Hy Lạp. Vậy thì đố các con, đó là công trình kiến trúc nào? Và đây là câu trả lời của cô. Ở Việt Nam, chúng ta có nhà hát thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một trong những công trình kiến trúc nổi tiếng mang phong cách của kiến trúc Hy Lạp. Công trình thứ hai, đó là ở thành phố Brandenburg của Đức. Đó chính là cổng thành Brandenburg. Và thứ ba, đó là sân vận động ngoài trời của Hy Lạp. Đây chính là những công trình vẫn còn bảo tồn trên thế giới. Hướng dẫn học tập. Các con chú ý học bài và đọc sách giáo khoa bài số 11 La Mã cổ đại. Cô chào các em.